chào tất cả các bạn các chị. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Honda SS Sport đời cuối 2018, tuyệt đẹp đỏ đô các bạn, tuyệt đẹp luôn các bạn. Chiếc xe Honda SS Sport, xe này thì đi cực kỳ bền, cực kỳ đẹp và cực kỳ rất là ít hư hỏng vặt luôn. Mà nam đi cũng được, nữ đi cũng được, sinh viên đi cũng được, văn phòng đi cũng được nha các bạn. Từ đó con cái đi học tuyệt vời nhất luôn, rất là gọn và rất là nhẹ nhàng. Xe là mặc định là đời mới nên nó phải có chìa khóa thông minh bánh cây nha các bạn. À, chìa khóa thông minh bánh cây, xe đẹp có một bánh cây luôn. Tại nó có được lắp dây vàng cái logo rất là đẹp, rất là mới. Và như da yên cũng là thời trang nâu vàng luôn, rất là thời trang, rất là đẹp, xe còn rất là mới luôn, còn đầy chủ. Em này mang biển số 59F3 43229, xe thì từ trên dưới, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài còn rất là đẹp, rất là mới luôn. Con đại hết á, mắt tuyệt đẹp. Bao kiểm tra, bao vận chuyển về đến tận nhà, bao bớt nữa, còn bớt nữa luôn.